quý vị, với xu hướng phát triển của nông nghiệp đô thị thời gian qua, các cấp hội nông dân thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm giúp hội viên nông dân phát huy sự sáng tạo trong phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần hình thành nhiều mô hình mới với các sản phẩm có giá trị, chất lượng, được thị trường đón nhận, ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Năm 2017, gia đình ông Nguyễn Lên, hội viên Hội Nông dân phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, vất vả trồng gừng nhưng không bán được. Tình cờ biết được trà gừng trên thị trường chủ yếu là dạng bột gói, còn trà gừng dưới dạng lỏng, siro lại là sản phẩm mới mà thị trường trong nước chưa có, nên người nông dân này đã bắt tay vào nghiên cứu, thử nghiệm. Cùng với sự hỗ trợ từ các cấp hội nông dân, năm 2019, gia đình đã thành công đăng ký hộ kinh doanh cá thể để sản xuất và kinh doanh sản phẩm mang tên trà gừng Tâm Nguyên. Sản phẩm hiện nay được phân phối tại nhiều cửa hàng, siêu thị, quán cà phê trên địa bàn, cũng như qua mạng xã hội, các trang thương mại điện tử. Chỗ hội nông dân của phường, người ta biết được, người ta giới thiệu cho cái phần kinh tế, về phần kinh tế rồi người ta giới thiệu cho trung tâm khuyến công. Từ đó thì cái trung tâm khuyến công người ta mới hỗ trợ cho mình về cơ sở vật chất, rồi về trang thiết bị. Từ đó mình đầu tư thêm, mình mở rộng cái mô hình ra và từng bước mình nâng cao cái chất lượng của mình. Qua nhiều năm đó thì tới năm 2021 thì mình được chỗ trung tâm khuyến công giới thiệu và ủy ban nhân dân thành phố cũng là công nhận cho mình là cái sản phẩm ô cốt. Còn đây là mô hình hoa cây cảnh của chị Nguyễn Thị Thu Hiền, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ. Nằm trong số các mô hình nông nghiệp đô thị nên trong quá trình phát triển, mô hình cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ, định hướng từ hội nông dân quận và thành phố. Điểm mới của mô hình những năm gần đây là việc chị Hiền đã đầu tư nhập thêm nhiều giống hoa cây cảnh mới để phục vụ thị hiếu người dân, đặc biệt là dòng Lan Kiếm Tiên Vũ. Hiệu quả kinh tế đã mang lại cho chị Hiền thu nhập một tháng khoảng 30 triệu đồng. Ban hội nông dân cũng thường xuyên quan tâm, hỗ trợ. Thứ nhất là về tổ chức các lớp để mà mình bổ sung kiến thức về trồng hoa. Rồi sau đó là tới hỗ trợ vay vốn là bên quỹ hỗ trợ nông dân. Thì từ cái nguồn vốn vay của bên hội nông dân thì mình đã mua thêm, nâng tầm thêm những cái cây lan tốt hơn, nhiều tiền hơn. Tương tự với hai mô hình trên, hiện nay trên địa bàn thành phố có rất nhiều mô hình mới do nông dân làm chủ có giá trị kinh tế cao và phù hợp với xu hướng mới của thị trường. Những mô hình này cho thấy nông dân Đà Nẵng không chỉ cần cù chịu khó, mà còn phát huy được tính sáng tạo, nỗ lực trong sản xuất kinh doanh, đem lại giá trị cho cộng đồng.